sản phẩm cơ sở nhà em đây, phần trương cơ sở nhà em đục tê toàn bộ đấy, các bác nhìn thấy đây, đục tê đây. Các bác nhìn này, các cái bông hoa hồng cơ sở nhà em đục chúm chím nó như là một bông hoa thật, các bác nhìn này. Rất đẹp và đẳng cấp, các bác nhìn này, đông đục tê. Và đây chính là cái mẫu mà cơ sở nhà em đã làm mẫu để làm ra những sản phẩm của mẹ các bác nhá. Và nên là những cái sản phẩm này là phải làm cực kỳ tinh, cực kỳ kỹ và thợ làm phải cực kỳ cao tay mới có thể ra được cái mẫu này. Đây các bác nhìn các cái đường thói này. Đây các cái đường thói này, các cái đường hoa lá tây này, các cái đường hoa hồng này. Nó rất là dẻo, rất là xoé và nó hóm vào bên trong. Bình thường các sản phẩm đục máy thì nó sẽ không được sắc nét, không được hóm như này các bác nhá. Nhưng sản phẩm này các bác nhìn nó rất đẳng cấp, khác biệt, nó hóm hẳn vào bên trong luôn. Đây bông hoa hồng rất là đẹp luôn, các bác nhìn này, rất là dẻo và đẹp. Đây một cái phần giá trị lớn nữa của cái bản sản phẩm này là cái mặt tràn này, các bác nhìn cái mặt tràn nguyên khối. Và mặt tràn của riêng của bộ sản phẩm đục tay VIP như này thì cơ sở nhà em làm là chọn vân các bác nhá. Mặt tràn 4 vân mà liền khối như này đã hiếm rồi, nhưng mà cơ sở nhà em còn chọn cả vân luôn các bác nhá. Vâng, xin chào các bác, và ngày hôm nay em Biên giới thiệu cho các bác nào mà mong muốn sở hữu một cái sản phẩm đẳng cấp khác biệt hoàn toàn với những sản phẩm khác trên thị trường, và với cái giá hoàng gia mặt tràn 4 vân đục tê 100% các bác nhá. Bộ sản phẩm này là bộ sản phẩm cơ sở nhà em ra mẫu. Đây là cái bộ sản phẩm cơ sở nhà em đã đục tê để ra được những cái mẫu sản phẩm đục mé hiện tại và đang được khách hàng vô cùng yêu thích và mong muốn sở hữu bộ sản phẩm này. Và bộ sản phẩm này thì trước mắt các bác đây là gồm có tận là 6 món, một đoạn, hai ghế, một bàn kẹp và một tôn ngồi. Và bộ sản phẩm này thì cơ sở nhà em đang bán với cái giá là đục tê nha các bác nhá. Bình thường thì các bác sẽ phải bỏ tầm khoảng độ 90 cho đến 100 triệu. Thì cơ sở nhà em bán cái bộ sản phẩm này là cái giá chỉ có 89 triệu để chiên cho các bác nào xem video này và luôn ủng hộ cơ sở nhà em những cái sản phẩm mẫu mã mới đẳng cấp khác biệt so với thị trường. Đây đầu tiên thì các bác có thể nhìn thấy đây, sản phẩm cơ sở nhà em đây, phần trương cơ sở nhà em đục tê toàn bộ đấy, các bác có thể nhìn thấy đây, đục tê đây. Các bác nhìn này, các cái bông hoa hồng cơ sở nhà em đục chúm chím nó như là một bông hoa thật, các bác nhìn này. Rất đẹp và đẳng cấp, các bác nhìn này, đông đục tê. Và đây chính là cái mẫu mà cơ sở nhà em đã làm mẫu để làm ra những sản phẩm đục mé các bác nhá. Và nên là những cái sản phẩm này là phải làm cực kỳ tinh, cực kỳ kỹ và thợ làm phải cực kỳ cao tay mới có thể ra được cái mẫu này. Đây các bác nhìn các cái đường thói này. Đây các cái đường thói này, các cái đường hoa lá tây này, các cái đường hoa hồng này. Nó rất là dẻo, rất là xoé và nó hóm vào bên trong. Bình thường các sản phẩm đục máy thì nó sẽ không được sắc nét, không được hóm như thế này các bác nhá. Nhưng sản phẩm này các bác nhìn thấy nó rất đẳng cấp, khác biệt, nó hóm hẳn vào bên trong luôn. Đây bông hoa hồng cũng rất là đẹp luôn, các bác nhìn thấy rất là dẻo và đẹp. Các bác nhìn hoa lá tây này, rất là nét. Và bộ sản phẩm này cơ sở nhà em đục có những chỗ nó sâu đến tận là đây các bác, trương 10 liền cối, cơ sở nhà em đục có những chỗ sâu là đến tận 8 phân. Rất là đẹp luôn các bác nhìn thấy, rất đẳng cấp và đẹp luôn. 8 phân. Đây kể cả cái phần lọ giữa này cũng kết hợp với phần trương này các bác nhá, rất là đẹp. Và cái phần lọ này cũng được đục bằng tay hết 100% các bác nhìn. Đây cái đường nét nó rất là dẻo, rất là cuốn các bác nhá, rất là dẻo, rất là cuốn thì rất đẳng cấp. Đấy, và tiếp theo nữa là một cái vô cùng đẳng cấp của bộ sản phẩm này nữa là cái vách này. Các bác nhìn cái vách này cơ sở nhà em này. Đấy, đục cũng bằng tay và làm vân trọn rất là đẹp, màu đều và sơn BU trần nha các bác nhá. Và mặt đây, mặt tràn. Đây một cái phần giá trị lớn nữa của cái bản sản phẩm này là cái mặt tràn này, các bác nhìn cái mặt tràn nguyên khối. Và mặt tràn của riêng của bộ sản phẩm đục tay VIP như này thì cơ sở nhà em làm là chọn vân các bác nhá. Mặt tràn 4 vân mà liền khối như này đã hiếm rồi, nhưng mà cơ sở nhà em còn chọn cả vân luôn các bác nhá. Đây đặc biệt là cái tay đặc nguyên khối này. Cái tay đặc nguyên khối này em cũng chọn vân luôn, các bác nhìn này, vân rất là dẻo, rất là đẹp này, vân núi này, vân sông này. Rất là đẹp luôn, quằn quại, rất là đẹp luôn nhá. Đây và tiếp theo nữa thì cơ sở nhà em làm bộ sản phẩm này là chân 14. Đấy, yếm 14 và là làm là cong dẻo và sửa sang rất là kỹ, làm rất là đẳng cấp bộ sản phẩm này. Nó khác biệt hoàn toàn sản phẩm khác. Nó chỉ chênh với bộ sản phẩm khác là khoảng độ 8 triệu thôi, nhưng các bác sở hữu được một cái sản phẩm đục tê rất là đẹp. Tất cả mặt tràn này cơ sở cho em là mặt bàn và mặt bàn kẹp là cũng là mặt tràn liền khối luôn. Mặt này cơ sở cho em làm rộng tận 73 phân, dài 1m57. Và ở giữa cơ sở nhà em đục là đục một cái mâm hoa lá tây. Xung quanh đục hoa lá tây rất là đẹp và để nguyên cái mặt nền gỗ, chọn vân gỗ rất là đẹp. Và cái bàn kẹp ở cơ sở nhà em làm rất là to. Nó rơi vào tận là 50 nhân là 73 phân. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác cái ghế đơn. Đây cái ghế đơn này các bác nhìn này. Đấy, nó rất là nhỏ như này thôi, nhưng cơ sở nhà em đục tê các bác nhìn. Đục tê các đường nét kinh bong đẳng cấp này. Và em xin nhắc lại bộ sản phẩm này chỉ có duy nhất một bộ thôi nha các bác nhá. Không có bộ thứ hai, tại đây là sản phẩm mẫu và em chỉ làm mẫu một lần. Và còn đâu là em sẽ đục mé, không bao giờ em đục tay nữa các bác nhá. Và đây là bộ sản phẩm em làm mẫu, các bác chỉ có một bộ duy nhất thôi, đục bằng tay. 100% vách tựa lưng này chọn vân này, rất là đẹp, vách dày đủ 3 phân.
mặt tràn 4 phân các bạn, vân veo rất là đẹp đây, đây là nguyên khối. Yếm cong, dạ cong, chân 14. Cao là 1m47 các bạn nhá. Rộng là 1m15 và sâu nó rơi vào là 80. Đấy rất là đẹp luôn. Đấy hai ghế đơn và cuối cùng đây là một đôn ngồi. Đôn ngồi thì cơ sở anh em cũng làm là mặt tràn luôn, dày 4 phân. Cực kỳ đẹp, cực kỳ cong, cực kỳ đẳng cấp các bạn nhá. Và bộ sản phẩm này thì cơ sở anh em làm là hàng độc bản, chỉ có duy nhất một bộ đục te và đây là sản phẩm làm ra mẫu. Nên các bác có thể biết được cái độ tinh tế, cái độ led của bộ sản phẩm này nó như thế nào. Các bác nào mà mong muốn sở hữu bộ sản phẩm này thì hãy liên hệ luôn cho em Biên qua số điện thoại trên màn hình. Và các bác nào mà mong muốn sở hữu những sản phẩm đẳng cấp khác biệt, đặc biệt là những sản phẩm mà các bác yêu cầu theo mẫu mã đúng yêu cầu kích thước của mình, thì các bác hãy liên hệ cho em. Cơ sở nhà em chuyên làm những sản phẩm khác biệt, khó, đẹp, đẳng cấp, sáng tạo thị trường rất nhiều. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chào.